hàng ngày cho người tiểu đường. Khỏe đẹp tự nhiên xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tiểu đường là một bệnh mãn tính và sẽ tiến triển nặng lên nếu như người bệnh không có một chế độ ăn uống hợp lý khoa học. Vì vậy, nhiều người bệnh đã ý thức được việc xây dựng kế hoạch ăn uống và lựa chọn thực phẩm phù hợp, nhưng với nguồn thực phẩm bị giới hạn do kiêng khem. Việc lựa chọn các món ăn trong từng ngày nên thực đơn như thế nào để vừa đảm bảo dinh dưỡng mà lại không làm tăng đường huyết là một vấn đề không hề đơn giản. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Khỏe đẹp tự nhiên sẽ giúp cho quý vị lên thực đơn hàng ngày, vừa đảm bảo dinh dưỡng mà lại vừa không sợ tăng đường huyết quá mức cho người bệnh tiểu đường. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Thực đơn hàng ngày cho người tiểu đường. Kiểm soát lượng đường trong máu là chìa khóa để sống tốt với bệnh tiểu đường và tránh một số biến chứng của nó. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp đỡ người bệnh kiểm soát được tốt lượng đường trong máu. Một chế độ ăn hợp lý cho bệnh tiểu đường chỉ đơn giản là ăn những thực phẩm lành mạnh nhất với lượng vừa phải và tuân thủ các bữa ăn thông thường. Một chế độ ăn tốt cho bệnh tiểu đường là một kế hoạch ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng và ít chất béo và calo. Chế độ ăn nhiều trái cây, rau xanh và ngũ cốc. Trong thực tế, một chế độ ăn tốt cho người bệnh tiểu đường là kế hoạch ăn uống tốt nhất cho hầu hết mọi người. Vậy tại sao cần lên thực đơn cho người tiểu đường? Nếu quý vị bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, bác sĩ có thể sẽ khuyên quý vị nên gặp chuyên gia dinh dưỡng để giúp quý vị lên thực đơn ăn uống lành mạnh. Thực đơn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tức gluco, kiểm soát cân nặng và kiểm soát các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao và mỡ máu cao. Khi quý vị ăn thêm calo và chất béo, cơ thể sẽ gia tăng đường huyết không mong muốn. Nếu đường huyết không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như mức đường huyết cao, tăng đường huyết. Nếu kéo dài, có thể dẫn đến các biến chứng lâu dài, chẳng hạn như tổn thương thần kinh, thận và tim. Quý vị có thể giúp giữ mức đường huyết trong phạm vi an toàn bằng cách lựa chọn thực phẩm lành mạnh và theo dõi thói quen ăn uống. Đối với hầu hết những người mắc bệnh tiểu đường type 2, giảm cân cũng có thể giúp kiểm soát đường huyết dễ dàng hơn và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Nếu quý vị cần giảm cân, chế độ ăn kiêng cho bệnh tiểu đường sẽ giúp quý vị giảm cân an toàn mà vẫn bổ sung được đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Và ngay sau đây, chương trình sẽ gợi ý cho quý vị thực đơn cho người bệnh tiểu đường. Lời khuyên chung chung cho người bệnh tiểu đường là giữ cho lượng carb của bạn ổn định. Ăn cùng một lượng vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối để giữ cho lượng đường trong máu không bị tăng vọt hoặc giảm quá thấp. Một chế độ ăn kiêng tiểu đường dựa trên việc ăn 3 bữa một ngày vào thời gian thường xuyên. Điều này giúp bạn sử dụng tốt hơn insulin mà cơ thể bạn sản xuất hoặc thông qua một loại thuốc. Dưới đây, chương trình sẽ cung cấp thực đơn 3 bữa ăn mỗi ngày cộng với đồ ăn nhẹ cho người bệnh tiểu đường. Bữa sáng. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, tránh cảm giác đói dẫn đến thèm ăn và ăn vặt không kiểm soát. Tuy nhiên, vì bị tiểu đường nên quý vị vẫn phải hạn chế ăn những loại thực phẩm hay là thức ăn chứa nhiều đường, tinh bột hay nói cách khác là những thực phẩm có chỉ số đường huyết GI cao. Những thực phẩm lý tưởng dành cho bữa sáng bao gồm một quả trứng luộc và nửa quả bơ nhỏ, một lát bánh mì, một quả cam, 100g bột yến mạch nấu chín, 3/4 chén quả việt quất, 1 muỗng cà phê hạt chia. 2 quả trứng luộc hoặc là ốp la cũng là một lựa chọn không tồi cho người bệnh tiểu đường. Bánh mì nguyên cám nướng, thêm nửa quả bơ để bổ sung omega 3, protein hay là các chất xơ. Bánh mì nguyên cám, bánh mì lúa mạch kết hợp với một quả trứng ốp la là một bữa sáng hoàn hảo. Do bánh mì nguyên cám có chỉ số GI rất thấp, chứa ít hơn 25% protein và rất nhiều chất xơ. Bữa sáng rất quan trọng, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một đêm dài. Vì vậy, người bệnh không nên bỏ bữa ăn sáng mà nên dùng các loại thực phẩm có chỉ số GI thấp như cháo, bánh mì đen, bánh mì nguyên cám. Bữa trưa, một thực đơn đảm bảo được lượng tinh bột, chất béo và phong phú mỗi ngày sẽ giúp cho người bệnh tiểu đường cân bằng được chất dinh dưỡng, kiểm soát được lượng đường trong cơ thể và bổ sung được đầy đủ năng lượng. Hãy chọn những nguồn tinh bột có chỉ số đường huyết thấp như gạo lứt, yến mạch kết hợp với thức ăn bổ sung protein bằng cá, trứng
Với cách chế biến đơn giản, ít gia vị và chất béo, kết hợp với việc tích cực ăn bổ sung các thực phẩm tươi như rau củ luộc, hấp hoặc làm salad trong các bữa ăn sẽ giúp cho người bệnh tiêu hóa tốt hơn. Thực đơn lý tưởng của bữa trưa bao gồm nửa chén cơm trắng hoặc nửa một chén cơm gạo lứt khoảng 200 calo, kết hợp với một món ăn giàu đạm, chất xơ và ít calo như các loại cá như cá hồi, cá thu, cá ngừ và cá mòi rất giàu axit béo omega 3 có thể ngăn ngừa bệnh tim. Trái cây, rau, các loại ngũ cốc, các loại đậu như đậu Hà Lan, các sản phẩm từ sữa mà ít béo như là sữa hay là phô mai. Còn đối với bữa tối thì thực đơn bữa tối cho người bệnh tiểu đường cần đảm bảo bổ sung các món dễ tiêu hóa và càng ít tinh bột và càng ít đường thì càng tốt. Ưu tiên rau và đạm, có thể còn không cần ăn cơm. Một số món ăn tối đủ chất dễ tiêu hóa bao gồm canh xương hầm rau củ hay là các loại salad trộn kết hợp với trứng luộc, vân vân. Và nếu có thói quen ăn cơm hàng ngày thì người bệnh chỉ nên ăn một lượng rất là ít hoặc là phải ăn bằng gạo lứt. Nếu đói thì người bệnh có thể bổ sung một ly sữa không đường hoặc sữa hạt trước khi đi ngủ hoặc bổ sung một số đồ ăn vặt tốt cho người bệnh tiểu đường. Ngoài ra thì người bệnh tiểu đường có thể có thêm những bữa ăn nhẹ như sau. Bữa ăn nhẹ của người bệnh có thể bổ sung sữa không đường, trái cây, các loại quả như hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều, hạt maca. Một số quả chứa nhiều chất béo nhưng trong hầu hết là loại chất béo lành mạnh. Nhưng đừng lạm dụng nó, bởi vì tất cả các chất béo đều chứa nhiều calo. Ngoài ra, chúng cũng chứa nguồn chất xơ và protein rất tốt. Nó không như các đồ ăn nhẹ khác, có chứa tinh bột và calo khác. Bên cạnh việc quản lý bệnh tiểu đường, thì chế độ ăn kiêng cho bệnh nhân tiểu đường cũng mang lại những lợi ích khác. Bởi vì chế độ ăn kiêng cho bệnh nhân tiểu đường khuyến nghị một lượng lớn trái cây, rau và chất xơ. Theo đó, nó có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và một số loại ung thư, và tiêu thụ các sản phẩm sữa ít béo có thể làm giảm nguy cơ khối lượng xương thấp trong tương lai. Nếu quý vị bị tiểu đường thì điều quan trọng là quý vị phải hợp tác với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để tạo ra một kế hoạch ăn uống phù hợp với quý vị, sử dụng thực phẩm lành mạnh, kiểm soát phần ăn và lên lịch để quản lý mức đường huyết của quý vị. Và nếu quý vị không đảm bảo bổ sung chế độ ăn phù hợp thì sẽ có nguy cơ không kiểm soát được lượng đường trong máu và các biến chứng thì có thể nghiêm trọng hơn. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chị Phương ở Hà Nội chia sẻ về quá trình chữa bệnh tiểu đường và tìm ra bí quyết đơn giản giúp loại bỏ biến chứng của căn bệnh này quý vị nhé. Ăn uống thoải mái mà đường huyết cũng chỉ lên 6.8. Trái ngược với tâm trạng lo lắng khi tìm đến chúng tôi cách đây hơn một năm, chị Nguyễn Thị Phương, 45 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, nay đã vô cùng hồ hởi khi chia sẻ. Giờ thì quá ổn rồi cháu, ăn uống thoải mái mà đường huyết cũng chỉ lên 6.8. Còn khi mới nghe tin mắc bệnh tiểu đường thì chị chậm rãi kể lại. Mới có 3 năm trước thôi, đợt đấy chị thấy trong người rất chi là mệt mỏi, người lúc nào cũng thèm ăn. Kiểu tặng người mình cũng béo nên chị cũng kiềm chế lắm, nhưng không ăn thì bủn rủn hết cả chân tay, không làm được việc gì cả. Xong còn sụt cân nữa, một tuần mà chị sụt mất 5kg, choáng váng, thấy người rất lạ. Thế là chị đi khám, lượng đường huyết của chị đã lên tới 12. Chị hoảng quá, bác sĩ có kê đơn thuốc cho chị, uống có, tiêm có, chị dùng đường huyết giảm nhưng rất thất thường. Có những lúc người như mất hết sức sống, tâm lý chị suy sụp. Chị tưởng chết, có bệnh thì vái tứ phương, ai giới thiệu cho gì thì chị cũng thử, vì mình bấn quá rồi. Hôm nào có ăn hơi nhiều một chút, có khi đường huyết lên tới 13, 14. Vài tháng sau khi phát hiện bệnh, chị đã bắt đầu thấy tay chân râm ran như kiến trích, mắt mờ hẳn như có tấm màn trước mắt. Nhìn gì, xem gì cũng phải nheo hai con mắt lại. Chị bắt đầu thấy lo lắng về những biến chứng của bệnh tiểu đường, sợ nó vào thận rồi gây tai biến. Thế là ai nghe, chỉ cách gì, chị cũng thử hết. Có ông hàng xóm bảo mướp đắng tốt cho người tiểu đường, vậy là ăn nó cả tháng, đắng ngép nhưng cũng cố nhắm mắt mà ăn. Tây y có, đông y có, nhưng không ăn thua gì cả, đường nay 7, mai nó lại lên 13. Thế mà khỏe mạnh nhờ thảo dược. Tình cờ trong một lần đi bệnh viện thăm khám, khi ngồi ngoài đợi thì có mấy bác cũng bị tiểu đường, có mách cho về sản phẩm khang đường Tâm Hồng Phúc. Họ dùng hiệu quả lắm,
đi bệnh viện khám lần nào thì đường huyết cũng đẹp. Khang đường Tâm Hồng Phúc, hoàn toàn từ thiên nhiên nên an toàn, không sợ ảnh hưởng tới gan, thận, ngoài ra còn giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng vô cùng hiệu quả. Nghe đến đó và thấy người thật, việc thật nên chị rất tin tưởng và đã mua Tâm Hồng Phúc về sử dụng. Thế là sau hơn 2 tháng từ khi phát hiện bệnh, chị đã tìm được phương pháp cho căn bệnh của mình. Chị dùng Tâm Hồng Phúc kết hợp dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. Sau gần 3 tháng, chị thấy cơ thể chuyển biến tích cực, người khỏe mạnh hơn, không còn mệt mỏi, bị hạ đường huyết như trước. Đi khám lại, chỉ số đường huyết chỉ còn 6,4 mmol/L, nên bác sĩ đã giảm liều thuốc Tây, cả nhà ai cũng phấn khởi như bắt được vàng. Đến giờ, chị đã gắn bó với Tâm Hồng Phúc được 2 năm rồi và dùng đều đặn. Đi đâu cũng phải mang theo rất tiện lợi. Hiện giờ đường huyết của chị rất ổn định, đi kiểm tra cũng chỉ ở mức 6,0 mmol/L, máu và gan đều sạch, không còn nhiễm mỡ. Lúc đầu chị chỉ định sử dụng Tâm Hồng Phúc để làm hạ và ổn định đường huyết, không ngờ còn hạ được luôn cả mỡ máu. Về đọc lại công dụng của sản phẩm, hóa ra có tác dụng hạ mỡ máu thật. Chị mừng quá, như thế là một mũi tên mà trúng được mấy đích. Và kể từ ngày dùng sản phẩm Tâm Hồng Phúc, chị đã đỡ hẳn biến chứng. Cân đã tăng lên, da rẻ hồng hào hơn, cơ thể khỏe mạnh. Chị biết ơn Tâm Hồng Phúc nhiều lắm. Mong rằng qua câu chuyện của chị chia sẻ, thì những ai đang mắc bệnh tiểu đường hãy mạnh dạn sử dụng để đem lại kết quả tốt như chị bây giờ nhé. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ những thông tin hữu ích về phương pháp lên thực đơn vừa đảm bảo dinh dưỡng mà không sợ tăng đường huyết quá mức cho người bệnh tiểu đường. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho quý vị trong việc điều trị bệnh tại nhà. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tư vấn lần sau.